Thế giới động vật phong phú và đa dạng với hàng trăm ngàn chủng loại từ lớn đến bé. Mỗi loại đều có những tập tính, đặc điểm riêng, hình dạng và kích thước cũng không giống nhau. Trong các video trước, chúng ta đã đến với các loài sắp tuyệt chủng, các loài có lực cắn mạnh nhất. Nên số hôm nay chúng ta sẽ đến với các loài có kích thước to lớn nhất ở thời điểm hiện tại. Lưu ý các con số ở đây là số thứ tự chứ không phải là bảng xếp hạng. Vì có thể những thông tin ở thời điểm mình đăng video này có thể sẽ bị thay đổi và nội dung cũng được chúng mình góp nhặt từ nhiều nguồn nên có thể số liệu sẽ bị sai sót. Nếu có gì cần đính chính các bạn hãy bình luận bên dưới để chúng mình rút kinh nghiệm trong các video sau nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi nào. Số 14. Cua nhện Nhật Bản. Cua nhện Nhật Bản có danh pháp khoa học là Macrocheira caemferi, hay còn được gọi là cua nhện khổng lồ, được cho là loài động vật chân đốm lớn nhất trên thế giới ở thời điểm hiện tại, với trọng lượng có thể lên đến 19 kg, đồng thời cũng là loài động vật có chân lớn nhất trong số các loài giáp xác, có thể lên đến 3,6-3,8 m. Chiều dài cơ thể có thể đạt 40 cm. Đặc điểm cơ thể của cua nhện quan sát được là chúng có màu cam với những đốm trắng trên chân. Chân bơi của những con cua đực bị xoắn một cách bất thường. Ấu trùng của loài này có hình dạng giống với thời nguyên thủy. Cua nhện Nhật Bản tận dụng có lớp xương ngoài rất cứng để tránh né đối thủ săn mồi và lợi dụng bọt biển hoặc các loài sinh vật biển khác để ngụy trang né tránh kẻ thù. Thức ăn ưa thích của loài động vật này là vỏ hay xác động vật trong môi trường tự nhiên dưới đáy biển sâu. Tuổi thọ của chúng có thể lên đến 100 năm. Số 13. Bồ nông Dalmatia. Bồ nông Dalmatia là một thành viên khổng lồ của họ bồ nông. Nó sinh sản từ Đông Nam châu Âu đến Ấn Độ và Trung Quốc, trong các đầm lầy và các hồ cạn. Tổ được làm trên một đống thô của thảm thực vật. Không có phân loài được biết đến tồn tại trên phạm vi rộng của nó, nhưng dựa trên sự khác biệt về kích thước, một cổ phân loài Pleistocene Balaecanus rispus Baleorispus đã được miêu tả từ các hóa thạch thu được ở Binagadi, Azerbaijan. Bồ nông Dalmatia là loài chim biết bay lớn nhất thuộc về họ bồ nông, với trọng lượng cơ thể có thể ghi nhận được từ 11-15 kg, chiều dài khoảng 1,6-1,8 m và sải cánh có thể dang rộng hơn 2,9-3 m, lớn nhất trong các loài chim còn sống ở thời điểm hiện tại. Nó là loài chim bay nặng nhất trên thế giới tính trung bình, dù thiên nga có thể vượt qua bồ nông về trọng lượng tối đa. Nó cũng dường như là một trong những loài có sải cánh lớn nhất trong số các loài chim còn sống, cạnh tranh với chim hải âu lớn. Số 12. Đà điểu đồng bằng châu Phi và Ả Rập. Đà điểu đồng bằng châu Phi và Ả Rập được cho là một trong những loài chim lớn nhất trên thế giới, nặng từ 140-170 kg. Một cá thể trưởng thành có thể cao đến mức 2,8 m. Trứng của loài đà điểu này nặng tới 1,4 kg và được ghi nhận là những quả trứng lớn nhất trên thế giới ngày nay. Đặc điểm hình dáng của loài chim này là đà điểu trống trưởng thành có lông chủ yếu là màu đen với một vài điểm trắng ở cánh và đuôi. Đà điểu mái và con non có màu xám nâu nhạt với vài đốm trắng. Đà điểu trống thường dùng đôi cánh nhỏ do thoái hóa của nó để mời gọi bạn tình và che chở cho đà điểu con. Bộ lông của chúng mềm và khác biệt so với lông vũ của các loài chim bay. Loài đà điểu này vẫn còn những cái móng trên hai cánh của chúng. Cặp chân khỏe của chúng không có lông. Chân có hai ngón với một số ngón lớn hơn giống như móng ngựa. Chính vì đặc điểm này mà đà điểu có khả năng chạy rất nhanh. Quan sát có thể thấy chúng có bộ lông mi rậm và đen. Cặp mắt của đà điểu lớn nhất trong các loài động vật trên cạn còn sống. Đà điểu châu Phi và Ả Rập sống theo từng nhóm, từ 5 đến 50 con, di cư theo những loài thú ăn cỏ khác nhau như ngựa vằn hay linh dương. Thức ăn chủ yếu của loài này là hạt cây cỏ, những động vật nhỏ như cào cào. Do đặc điểm không có răng, chúng phải nuốt sỏi để giúp việc nghiền thức ăn trong mề. Chúng có thể đi trong một khoảng thời gian dài không cần đến nước, chỉ dựa vào độ ẩm của những cây cỏ chúng nuốt vào. Tuổi thọ của đà điểu châu Phi là từ 30 đến 70 năm, trung bình là 50 năm. Hiện nay đà điểu châu Phi được nhân giống, thuần hóa và nuôi lấy thịt ở khắp nơi trên thế giới. Số 11. Chăng Anaconda xanh. Chăng Anaconda hay chăng Nam Mỹ nước là một chi gồm các loài chăng Nam Mỹ có kích thước lớn được tìm thấy ở vùng nhiệt đới Nam Mỹ. Bốn loài đã được công nhận bao gồm một trong những loài lớn nhất trên thế giới, chăng Anaconda xanh Aonictis murinus. Chúng là những loài sống nửa cạn nửa nước, thường ẩn nấu trong các đầm lầy, các con sông và các cánh rừng rậm của Nam Mỹ. Anaconda xanh là một trong những loài nặng và dài nhất trên thế giới. Khi trưởng thành, kích thước tối thiểu có thể dài tới 5,2 m và nặng 95 kg. Các mẫu trưởng thành điển hình có thể dài 6,25-7,53 m. Con cái khi trưởng thành thường lớn hơn con đực. Trọng lượng ít được nghiên cứu hơn, được thống kê từ 115 kg cho đến 225 kg. Ở những cá thể lớn, chúng có thể dài đến 9,3 m và nặng 350 kg.
Đây là loài chăn lớn nhất của châu Mỹ, mặc dù nó hơi ngắn hơn chăn gấm, nhưng nó mập mạp hơn nhiều. Một cá thể anaconda xanh sẽ có thể so sánh với một cá thể chăn gấm có chiều dài 9,75m. Chăn anaconda xanh là loài nặng nhất trong tất cả các loài chăn còn tồn tại hoặc bò sát có vảy trên thế giới. Chúng có cân nặng lên đến 350kg, trong khi chăn gấm chỉ nặng 265kg. Các báo cáo về những con chăn dài 15m cũng tồn tại, nhưng những tuyên bố như vậy cần được xem xét một cách thận trọng vì không có mẫu vật nào có độ dài như vậy được gửi vào bảo tàng hoặc thiếu bằng chứng xác nhận. Số 10. Cá mặt trăng. Cá mặt trăng hay còn được gọi với tên khác là cá mặt trời. Sở dĩ có tên gọi này là vì loài cá này có một tập tính đặc biệt. Chúng tắm nắng trên mặt bãi biển, bơi dì ạch sát mặt nước. Đây là loài cá biển cỡ lớn với trọng lượng từ 1,4 đến 1,7 tấn. Chiều dài cơ thể có thể từ 3,5 đến 5,5 mét. Loài cá này có hình thù khá kỳ dị với một tấm thân hình bầu dục, da trơn mình dẹt, đuôi ngắn, đầu tròn, mắt lớn, miệng nhỏ, miệng khá nhỏ so với kích thước toàn thân, hai vây ngắn. Vây lưng và hậu môn của loài cá này gần như đối xứng với nhau, ngắn nhưng rất cao, nằm gần cuối thân mình. Bên trên thân mình có màu xám hay nâu, bên dưới có màu nhạt hơn. Thực sự cá mặt trăng không có đầu mặt cá và khe mang nhỏ. Đặc biệt là miệng cá rất nhỏ nên không thể nuốt được con mồi lớn, nên chỉ có thể ăn các loại giáp xác nhỏ và các loài sinh vật phù du. Theo một nghiên cứu cho biết, loại cá mặt trăng này có khả năng tạo nhiệt và bảo vệ nó trong môi trường nước lạnh xung quanh. Loại cá này sinh sống nhiều nơi trên thế giới, nhưng nhiều nhất là tại các vùng biển nhiệt đới có nhiệt độ tương đối ấm áp. Ở Việt Nam cũng có ghi nhận những di trú của loài cá mặt trăng tại vùng vịnh Bắc Bộ. Chẳng những loài cá mặt xương lớn nhất mà cá mặt trăng còn là loài cá đẻ trứng nhiều nhất trong các loài cá ở đại dương. Mỗi lần đẻ khoảng 300 triệu trứng. Số 9. Chuột len nước. Chuột len nước được xem là loài gặm nhấm lớn nhất trên thế giới với khối lượng cơ thể. Con trưởng thành có thể lên đến 60-105kg. Chiều dài có thể đạt mức 1,5m, chiều cao khoảng gần 1m. Loài động vật này sinh sống thành bầy đàn khoảng 10-20 con tại những vùng nhiệt đới và ôn đới của Nam Mỹ và phía đông dãy núi Andes. Thảo nguyên rừng rậm gần nguồn nước vì chúng có khả năng thích ứng cả trên cạn lẫn dưới nước. Do một số đặc điểm có thể quan sát được là chân của chúng có màng nên chuyên bơi lội khá dễ dàng. Và đặc biệt, chuột len nước có khả năng lặn sâu và đến thở khoảng 5 phút trong nước. Với thói quen bầy đàn như thế, chuột len nước được coi là một tập tính bầy đàn cao và có khả năng thích nghi tốt với môi trường sống. Chuột len nước là loài động vật ăn thực vật, thức ăn chủ yếu của chúng là loài cỏ, thực vật thủy sinh, quả, cây. Một nghiên cứu cho biết chuột len nước không có khả năng tổng hợp vitamin C. Tuổi thọ của loài động vật này có thể kéo dài trong khoảng từ 8 đến 10 năm. Chuột len nước là món ăn yêu thích của báo đốm, mèo rừng, chim ưng và đặc biệt là chăn Nam Mỹ khổng lồ. Số 8. Dơi cao bay. Dơi cao bay thuộc chi dơi quạ. Chúng được xem là loài dơi có kích thước lớn nhất trên thế giới, có cân nặng từ 0,65 đến 1,6kg. Và chiều dài cơ thể khoảng 55cm, dải cánh rộng độ khoảng 1,5 đến 1,8m. Đặc điểm cơ thể của loài dơi này là bộ lông dài, mượt, lớp lông lót dày và không có đuôi. Chúng được gọi là dơi cáo bay là vì chúng có hình diện mạo bên ngoài tương đối giống với loài cáo với đôi tay nhỏ và mắt lớn. Tay của dơi bay dài và nhọn, viền tay ngoài liền mạch chứ không đứt rời như các loài dơi nhỏ khác. Chúng có tập tính sống ở những vùng nhiệt đới và vùng cận nhiệt đới châu Á như Ấn Độ, Philippines hay Indonesia. Sở dĩ loài động vật này cư trú ở vùng nhiệt đới là vì chúng sống chủ yếu dựa vào mật hoa, phấn hoa và các loại hoa quả. Loài dơi cáo bay này sở hữu tầm nhìn và khả năng tính giác rất tốt. Cũng giống như những loài dơi nhỏ khác, dơi cáo bay cũng có thể định vị bằng tiếng vọng khi kiếm ăn hoặc khi xảy ra nguy hiểm. Loài dơi có khả năng đặc biệt là có thể ăn trong khi đang chiêu ngược mình trên cành cây, sử dụng một trong hai chân sau có những móng cong và sắc hoặc móng tay của chân trước hay còn được gọi là cánh để kéo các hoa quả vào gần miệng. Số 7. Kỳ nhông khổng lồ Trung Quốc. Kỳ nhông khổng lồ Trung Quốc là loài đặc hữu ở các suối đá và hồ ở Trung Quốc. Nó được xem là loài cực kỳ nguy cấp do sự phá hủy môi trường sống, nạn ô nhiễm, khai thác quá mức cũng như nó được xem là loài bổ dưỡng và làm thuốc bắc. Loài này được ghi nhận ở Đài Loan có lẽ là do du nhập tới được dự án nguy cấp toàn cầu và khác biệt về tiến hóa liệt kê như trong một trong 10 loài trọng tâm hàng đầu của năm 2008. Kỳ nhông khổng lồ Trung Quốc được xem là loài động vật lưỡng cư lớn nhất thế giới với chiều dài có thể lên đến 1,8m. Đặc điểm hình dạng của loài lưỡng cư này là chúng có một cái đầu lớn, mắt nhỏ, da đen và nhăn nheo. Loài này có thị lực kém vì có thể sử dụng như một bướu cảm giác từ đầu đến đuôi trên cơ thể để cảm nhận những rung động nhỏ từ môi trường xung quanh và săn bắt thức ăn. Thức ăn của chúng là côn trùng, ếch, nhái và cá.
Kỳ nhông Trung Quốc là loài động vật thủy sinh, chúng sống trong các con suối, vùng đồi núi đá hay hồ nước trong. Loài kỳ nhông khổng lồ này là một món ăn khoái khẩu của nhiều dân Sà Năng và trước đây được sử dụng rộng rãi trong các phương thuốc đông y cổ truyền. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, loài động vật này đang rơi vào tình trạng nguy cấp khi mà môi trường sống đang trở nên ô nhiễm nghiêm trọng, đang săn bắt khai thác quá mức. Số 6. Cá sấu nước mặn. Cá sấu nước mặn hay còn được gọi là cá sấu cửa sông hay ở Việt Nam còn được gọi là cá sấu hoa cà. Trọng lượng của một con cá sấu đực trưởng thành có thể nặng từ 1 đến 1,2 tấn và chiều dài đo được có thể từ 6 đến 7 mét. Có cái đầu nhỏ hơn nhiều, khoảng 409 đến 680 kg và chiều dài không quá 3 mét. Chúng phân bố rộng rãi ở phía Tây như Sri Lanka và Đông Bắc Ấn Độ, dọc theo cửa sông khu vực Đông Nam Á và kéo dài đến miền Trung Việt Nam. Và nó được ví như một vận động viên có khả năng bơi lội cực khỏe. Đặc điểm hình dáng của loài bò sát lớn này là chúng có một cái đầu khá lớn với hai gờ đỏ xuất phát từ mắt và kéo dài đến giữa mũi. Vảy cá hình trái xoan, cá sấu nước mặn sở hữu bộ răng sắc bén đáng sợ với 64 đến 68 chiếc răng chắc khỏe. Đây là loài động vật thông minh và có khả năng chịu được nước mặn và thường sống ở vùng ven biển và cửa sông. Cá sấu nước mặn là một loài động vật chuyên ăn thịt đầu bảng. Chúng phục kích hầu hết các con mồi và sau đó nhấn chìm hoặc nuốt chửng toàn bộ con mồi. Cá sấu có khả năng chiếm ưu thế so với hầu hết các loài động vật xâm nhập vào lãnh thổ của nó, bao gồm cả những kẻ săn mồi khác như cá mập, các loại cá nước ngọt và nước mặn, bao gồm các loại cá biển khơi, động vật không xương sống như giáp xác, các loài lưỡng cư, bò sát, chim và động vật có vú, bao gồm luôn cả con người. Số 5. Gấu Bắc Cực và Gấu Kodiak. Gấu Bắc Cực, Gấu Kodiak được xem là một trong những loài động vật ăn thịt lớn nhất trên cạn với trọng lượng khoảng 1 đến 1,13 tấn. Chiều cao vai có thể khoảng 1,6 mét và chiều dài khoảng 3 mét. Gấu trắng Bắc Cực là loài động vật có vú, ăn thịt. Chúng sống ở gần địa cực băng giá, một ví dụ tiêu biểu cho việc thích nghi hoàn toàn với môi trường sống. Gấu Bắc Cực không bao giờ rụng lông. Một điểm thú vị ở bộ lông của những chú gấu Bắc Cực này là chúng sẽ có màu đen khi chụp ảnh với ánh sáng màu tím. Gấu Bắc Cực có một lớp mỡ rất dày có thể lên đến 10 cm, có tác dụng giữ ấm cho cơ thể vượt qua những tháng ngày đông lạnh buốt. Thức ăn khoái khẩu của loài động vật ngủ đông này là hải cẩu. Gấu Kodiak có liên quan chặt chẽ với loài gấu nâu trên đảo Alaska và Kamchatka của Nga. Ít có con Kodiak nào được cân cụ thể. Trọng lượng của loài gấu này chỉ được ước tính và kích thước chiều cao gần như tương đương với loài gấu Bắc Cực. Chính vì thế mà hai loài gấu này được xem là động vật ăn thịt sống trên cạn lớn nhất. Số 4. Hải cẩu voi phương Nam. Hải cẩu hay còn được gọi là loài chó biển, chúng không có tai, đôi khi chúng còn được gọi với cái tên ngắn với các đặc điểm cơ thể là hải cẩu trường do tứ chi không nâng đỡ nổi cơ thể, nên phải lết, trường trên đất liền. Đây được xem là một trong những loài động vật biển ăn thịt lớn nhất hiện nay. Trọng lượng của loài hải cẩu đực là 2,2 đến 4 tấn và chiều dài cơ thể có thể lên đến 4,5 đến 5,8 mét. Trong khi đó, trọng lượng của những con hải cẩu voi phương Nam này lại có sự chênh lệch khá lớn. Một con hải cẩu cái trung bình chỉ nặng từ 400 đến 900 kg và dài 2,6 đến 3 mét. Gần đây, các nhà khoa học vừa tiến hành một cuộc nghiên cứu dựa vào loài hải cẩu này. Đó là gắn những con dấu cảm ứng trên đầu của những con hải cẩu voi. Việc làm này nhằm mục đích thu thập và cung cấp dữ liệu quan trọng khi chúng bơi sâu gần dưới đáy đại dương ở Nam Cực. Số 3. Hươu cao cổ. Hươu cao cổ là loài động vật nhai lại lớn nhất, được xem là loài động vật cao nhất trên cạn với chiều cao khoảng 5-6 mét. Chúng sở hữu một cái cổ có thể dài hơn 2 mét, chiếm gần như một nửa chiều cao của cơ thể. Đây được xem là đặc điểm nhận dạng riêng biệt của loài động vật này. Ngoài ra, chúng còn có một đặc điểm ngoại hình cũng khá đặc biệt, đó là toàn thân được bao phủ bởi những đốm không đều nhau màu vàng, vàng nâu, đen, trắng. Trọng lượng của loài hươu cao cổ này trung bình từ 1,3 đến 1,6 tấn đối với con đực và con cái có thể chỉ nặng bằng một nửa con đực là 830 kg. Hươu cao cổ có khả năng dự trữ nước khá lâu, vì thế chúng thường sống ở những nơi khô cằn trong thời gian khá dài, thường cư trú ở những vùng savan, đồng cỏ, rừng thưa. Nguồn thức ăn chính của loài hươu cao cổ này là lá của các loài cây keo. Hươu cao cổ chạy khá nhanh với vận tốc cao nhất có thể đạt đến mức 55 km/h, tương đương với vận tốc của loài ngựa đua. Số 2. Voi châu Phi. Voi châu Phi hay còn được gọi là voi bụi rậm châu Phi hay voi savan là một trong những loài động vật lớn nhất trên trái đất hiện nay. Trọng lượng của một con voi châu Phi đực khoảng 6 tấn, dài từ 6 đến 7,5 mét, chiều cao từ vai là 3,3 mét. Voi cái thì có trọng lượng nhỏ hơn, nặng hơn khoảng 3 tấn, chiều dài khoảng 5,4 đến 6,9 mét và chiều cao cũng độ tầm 2,7 mét. Voi châu Phi có đặc điểm hình dáng là loài voi tai to nhất trong các loài voi. Ngà voi châu Phi có thể dài đến 3 mét và nặng khoảng 15 đến 20 kg.
với 4 cái răng lớn, mỗi hàm có 2 cái. Mỗi cái răng có đường kính khoảng 10cm và chiều dài có thể đo được khoảng 30cm. Để giữ được thân hình dũng mãnh to lớn như thế này, mỗi ngày loài voi này phải tiêu thụ một khối lượng lớn thức ăn khoảng 225 kg cỏ và lá cây và có thể uống hết 200 lít nước. Một điểm khá thú vị về loài động vật khổng lồ này là chúng sở hữu trí tuệ vào loại hàng đầu trong số các loài động vật với khả năng ghi nhớ rất tốt. Chúng thường tận dụng khả năng đặc biệt này để dẫn bầy đàn đi tìm nguồn nước và thức ăn. Chúng có khả năng giao tiếp với nhau bằng cách phát ra các tín hiệu hạ âm. Vào những mùa sinh sản, voi cái sẽ phát đi những tín hiệu đến với những con voi đực. Thời gian mang thai của loài động vật này là 22 tháng, dài nhất trong số các loài động vật có vú. Voi con mới sinh cao khoảng 1m và nặng khoảng 100kg và được mẹ cho bú sữa suốt 5 năm đầu đời và sẽ trưởng thành sau khoảng 10 đến 15 năm. Số 1. Cá voi xanh. Cá voi xanh hay còn được gọi là cá ông thuộc họ cá voi tấm sừng Mysticeti. Cá voi xanh có đặc điểm cơ thể dài và thon, màu hơi xám xanh. Cá voi xanh được xem là loài động vật lớn nhất và là loài nặng nhất còn tồn tại cho đến ngày nay. Cá voi xanh có chiều dài khoảng 25-30m, trọng lượng khoảng 180-210 tấn. Lưỡi của loài cá voi khổng lồ này nặng khoảng 2,7 tấn với quả tim nặng khoảng 600kg. Thức ăn chính của loài này chủ yếu là các loài sinh vật phù du và giáp xác nhỏ như tôm, tép. Cá voi ăn nhiều nhất là vào mùa hè, số lượng thức ăn có thể tiêu thụ đến con số 3,6 tấn, thậm chí một con cá voi xanh khỏe mạnh thì số lượng này còn có thể cao hơn. Cho đến thời gian gần đây, số lượng cá voi xanh ghi nhận được có thể từ 5.000 đến 12.000 con, phân bố tại một số vùng biển lớn như Bắc Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương. Cá voi xanh đã được xếp vào danh sách những loài nguy cấp trong sách đỏ IUCN và được đặt dưới sự bảo vệ của lực loài nguy cấp thuộc Cục Nghề cá Quốc gia Mỹ. Cho đến nay, việc bảo tồn loài động vật này vẫn đang diễn ra và cũng ghi nhận được những kết quả tích cực. Năm 2014, quần thể cá voi xanh tại California đã phục hồi được khoảng 97% số lượng ban đầu. Trên đây là 14 loài động vật sở hữu ưu thế nặng về cân nặng so với các loài cùng họ trên thế giới. Như các bạn đã thấy thì thế giới động vật phong phú và đa dạng, một loài mang những đặc điểm riêng đầy thú vị cần được khám phá. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, một subscribe và ấn chuông để không bỏ lỡ những video thú vị khác của nhóm Trung Bình trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.